Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Mình đang có mặt tại thành phố Tuyên Quang, nơi diễn ra lễ hội rước đèn Trung Thu lớn nhất Việt Nam. Ở video lần trước, mình cũng đã live stream trực tiếp cho các bạn xem lễ khai mạc lễ hội Trung Thu tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Nhưng hôm đó do mạng yếu nên hình ảnh truyền về không được sắc nét cho lắm, nên hôm nay mình sẽ quay lại cho các bạn xem lễ hội rước đèn lớn nhất Việt Nam tại đường phố Tuyên Quang nha. Hiện tại thì thành phố Tuyên Quang đang thất thủ các bạn ạ. Ok, bây giờ các bạn hãy cùng Nắng Cao Nguyên đi hòa mình vào lễ hội rước đèn Trung Thu tại thành phố Tuyên Quang nha.